và anh Phẩm hướng dẫn mình đi mua một cái vé từ tỉnh Bắc Xế sang cái tỉnh sang thủ đô Viêng Chăn của nước Lào. Ghế còn ghế sau. Ghế sau là có nằm không anh? Nằm nữa. Ghế sau cũng nằm. Ghế dài 4 người. Ghế sau cùng á là có một. Có 4 người nằm á. Có riêng một giường không? Ba cái không còn nào. Không có hết cả. Nhưng mình khuyên xong khăn rồi. Đây là một cái bến xe tại Bắc Xế đi Viêng Chăn và ngược lại. 8 giờ tối sẽ đi ha anh ha. Dạ. Bên kia là cũng không còn luôn. Đúng rồi, bên kia cũng còn kia sau rồi. Kệ không sao. Lại. Thôi lại, tôi đang là khá tâm của đi. Ô, xong cắt thì có hay năng nà. Tìm. Ơ, ông đi, xong cái này, xong phân. Ở đây. Tiền luôn, bà men xong cũng thằng lắng rồi tí. Xì khuôn thì phim phú miên lâu chứ, cái xong tao xong tiền rồi không? Xong bị, có mì khai xong phân. Bà chạy lẹo, khăn non thằng lắng nữa. Mì ta xì tăng lên, bà xì tiền lên, bà. ผู้เมียเราก็2คนแล้วจะมาจะขายเจ้าขายผู้อื่นก็2คนต่างอีกผู้เมียเราอยู่นํากันนะเราบ่จักภาษานะทั้งในทั้งนอกนี่2ผู้เมียเราเบียดกันนั่นก็แล้วน้อยสาวอันโอเคเอาที่2ปีนี่ล่ะเก่าแปดสามเจ็ดล่ะยาเวสละบางยิงให้อันนะฮะพี่ยังไงตัวที่สามฮะใครจะไปจุดงานใครจะมาจุดงานบอกเวสvà đây là một cái vé xe mình đi từ thành phố Bắc Xế tỉnh Champa Sak đến thủ đô Viêng Chăn của nước Lào với số tiền là 230.000 kíp. Cô bác anh chị thì buổi hồ do đặt buổi chiều nên nằm ở dương cuối luôn. 230.000 kíp thì nó khoảng tương ứng với lại là hơn 300.000 tiền Việt Nam, với gần 700 km. Và đi thời gian đi là lúc 8 giờ tối. Còn cái này là cái số xe là 0151 ha. Đây Bắc Xế là có những cái địa điểm nào nè cô bác quý anh chị. Từ Bắc Xế đi Bạc Son, đi Seno, Thaket, Bắc Xuân ở Seno. Ở thì mình sẽ đi đến Viêng Chăn luôn. Hoặc là từ Viêng Chăn đi ngược lại đến Bắc Xế. Ở đây một cái vé xe người ta sẽ in cho mình ra một cái vé như thế này. Ở nhà xe này thì là có nhà vệ sinh ở trên xe luôn. Tối nay thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem. Đa số là tiếng Lào và bên đây là một ít tiếng Anh. Và người ta có ghi chú cho mình đó. Nói chung là tiếng Anh này cũng khá là nhiều. Người ta yêu cầu là mình giữ lại cái thẻ này. Thì đợi người ta sẽ kiểm tra cái vé lên. Đó. Thời gian đi dự tính của mình là 8 giờ tối thì sẽ khoảng 6 giờ sáng tới ngày mai thì sẽ tới thủ đô Viêng Chăn, một cái thành phố ở phía bắc nước Lào. Thì hiện nay là Bùi Hồ đang ở phía nam Lào và lên xe đi Viêng Chăn là phía bắc Lào. Sẽ quay cho cô bác quý anh chị một những cái điều hay ho ha. Bây giờ cũng gần 8 giờ rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên đường rồi đi. Quý anh chị thì Bùi Hồ mới mua một cái cạc mạng điện thoại Unitel. Thì đây là một cái mạng điện thoại của Viễn thông Viettel á, họ đầu tư ở Lào. Ở đây là mua 10.000 kíp thì nó khoảng 15.000 tiền Việt Nam á, thì để sử dụng 3G với lại gọi ở một cái sim ở Lào. Người ta chỉ sim bán Lào dạ. Lào có vô đấy sim Lào. Dạ có rồi, có sim rồi. Đó là có sim Lào. Dạ, này là 60 anh này 50. 50. Dạ, thank you. Ồ ba là người Lào à? Người Lào hay người Việt? Lào. Nhưng mà bà nói chuyện tiếng Việt gần ha.
Dạ. À, người Lào. Lào, năm chục. Dạ. Chiếc phần, năm chục. Chiếc phần là 50 ngàn. À, chiếc phần cái gì? Chiếc phần em... Chiếc phần, chiếc phần. Ờ, chiếc phần. Mười ngàn. Mười nghìn. Năm chục. Năm chục. Hà chiếc phần. Hà chiếc phần là 50 ngàn. À. Hà chiếc phần. Yeah. Ở Lào thì có những cái mạng như là trước đây hình như là có Unitel, Money, ATL, rồi dạ, Temphone, dạ. Đây là một cái cửa hàng của người ở Lào, cô bác của chị trước khi lên xe hả? No, no, không uống. Dạ. Mến nè. Không. Bánh còn không lấy, nước còn không lấy. Bánh còn không lấy, nước còn không lấy. Không lấy hết. Dạ. Thôi con chào bà ha. Bye bye. Bye bye. Dạ. Sột ni. Sột ni. Dạ. Phía trước là những là một cái chiếc xe đi từ trung tâm thành phố Bắc Xế đến thủ đô Viên Chăn của Lào. Thì dự định là khoảng 8 giờ tối đi thì khoảng 6-7 giờ sáng là tới cô bác quý anh chị. Bây giờ thì Mười Hồ vẫn đang đợi xe để tối nay sẽ lên thủ đô Viên Chăn để khám phá những điều thú vị cho cô bác quý anh chị xem ha. Rồi thì lên đó ngủ đừng tiết kiệm thời gian. Ngày mai thì sẽ đi quay được những cái thú vị hơn. Và đi xe ban đêm thì nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian khi di chuyển. Đó là những cách mà Mười Hồ đi ra nước ngoài này. Nó tiết kiệm được chi phí của mình luôn thời gian. Và hành trình cũng còn khá là dài ngay tại nước Lào. Mà cô bác quý chị nhớ đăng ký kênh, like, share, chia sẻ để ủng hộ Mười Hồ ha. Bây giờ thì 8 giờ hơn rồi mọi người. Và Mười Hồ cũng đang tiến hành lên xe để đi về thủ đô Viên Chăn của đất nước Lào. Ở đây thì đa số là người Lào, và thậm chí là chiếc xe này chạy á là họ chỉ nói được tiếng Lào thôi, không có nói được tiếng Anh hay là tiếng Việt. Một số ít người Việt thì đi ở trên này, mà đa số là họ sống ở Lào cũng khá là lâu. Ồ. Mình không biết nữa tiếng Anh. Dạ. Dạ. Rồi giờ là sẽ lên đây đó. Đi gần 12 tiếng luôn. Chuyện tiếng Lào nên mình không có gành. Và bây giờ mình sẽ đi lên đây, nằm ở tầng trên và ở trên lầu cô bác quý anh chị. Yeah. Đây là một cái chiếc xe đa số toàn người Lào. Và khi mà lên đây á thì họ nói chỉ tiếng Lào, và buổi họ nói không bao giờ hiểu. Đang ngồi ở một cái ghế cuối. Giờ thì xe đã chạy rồi cô bác quý anh chị, và người ta cũng đã tắt đèn luôn rồi, tối thui. Khoảng 6-7 giờ sáng khi đó thì mình sẽ tới được là Viên Chăn. Cô này đang bán đồ ăn ở trên xe luôn.
coi cái cảnh này giống ở Việt Nam hồi năm 2000 là xe rước lên bán dọc đường gì đó này nè. Ở đây là những cái đồ ăn khô, khô nướng. Ôi tai khốt, lụt mưa, vàng vầy khốt. Mỗi một phần hình như là 20 ngàn hay sao á. Đủ thủ đồ hết á. Bây giờ thì cũng gần 8 giờ sáng mà vẫn chưa tới cô bác anh chị. Thời 8 giờ tối thì sáng nay vào 8 giờ sáng vẫn chưa tới nơi. Định vị bản đồ thì còn khoảng hơn 200 km nữa. Thậm chí là người ta có thể bán món đồ ở trên xe luôn. Có một điều khá là bất ngờ là cái đoạn đường nó rất là xấu và đi dọc đường thì xe nó lại bị hư nữa. Anh này anh mua đồ ăn, anh ăn ở đằng sau đó. Anh ăn ở trên xe luôn nè, cô bác quý anh chị. Thời điểm bây giờ cũng đã gần 9 giờ sáng trên đường đi thủ đô Viêng Chăn của đất nước Lào, cô bác quý anh chị. Thì có một cái điều khá là bỡ ngỡ là đi dọc đường như thế này thì xe lại hư nữa rồi. Tối giờ thì xe lại hư 2 đến 3 lần. Và điện bây giờ vừa hồi sẽ quay cho cô bác quý anh chị, anh tài xế đang sửa đằng sau nè. Đáng lý ra là khoảng 8 giờ sáng là tới rồi. Nhưng mà xe thì nó bị hư, anh phải vừa chạy vừa sửa. Trên cái đoạn đường đi này thì ở đây xe chạy rất là ít nha mọi người. Tại vì đường đa số là đồi núi thôi. Sau một đêm vật vã, mệt mỏi thì Bùi Hồ đang đến thủ đô Viêng Chăn của nước Lào. Đây là hình ảnh những cái chiếc xe chở người mà khá là, đối với nước Việt Nam của chúng ta thì khá là lạ luôn, đúng không phải không cô bác quý anh chị? Và những cái người họ chở xe như thế này, họ không hề chèo kéo khách, họ đợi đứng, khách hỏi thì đi thôi. Bây giờ chắc tí xíu nữa thì Bùi Hồ sẽ đi một cái chiếc xe như thế này. Có những cái chiếc xe rất là dễ thương. Là những cái chiếc xe túc túc tại thủ đô Viêng Chăn cô bác quý anh chị, gọi là ở Viêng Chăn bớt luôn, ở miền Nam á, thấy cũng khá là hay nha. Còn bên đây cái chiếc xe này thì họ chở được hàng ở trên cái mui xe luôn nè. Cái hình ảnh này thì ở Việt Nam thì không bao giờ thấy được nữa. Thì em đi cùng nhau là 150.000 đó. Thì Bùi Hồ là không thấy cái tình trạng gọi là chèo kéo hay chặt chém, nhưng mà một hồi thì thấy cái bến xe này có sự chặt chém của bác quý anh chị. Có nghĩa là từ bến xe này đi khoảng 9 km họ đòi 150.000 kiếp, có nghĩa là khoảng gần 300.000 tiền Việt Nam. Còn đây là chiếc xe túc túc chở rất là nhiều người, phải đủ người thì họ mới chở. Đó, hàng hóa thì chở trên như thế này. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Viêng Chăn của đất nước Lào.
sau hơn 12 tiếng đi xe trong đêm, mệt mỏi, gìu gã, không ăn uống, nay Bùi Hồ đang có mặt tại biểu trưng của nước Lào. Đó là ở sau lưng này đây, người ta được gọi là Khải Hoàn Môn, Batusai. Người ta nói rằng nếu như mà khi đi đến nước Lào, chưa đi đến Khải Hoàn Môn, Batusai thì coi như bạn chưa từng đặt chân đến nước Lào. Batusai là một trong những cái biểu trưng về sự chiến thắng của nước Lào, được xây dựng từ hồi thế kỷ thứ 19 cho đến nay. Từ Batusai có nghĩa là như thế này, Batu có nghĩa là cánh cổng, Sai trong tiếng Thái có nghĩa là chiến thắng. Batusai được xây dựng nên để tôn vinh sự chiến thắng. Có nhiều cách người ta để tôn vinh sự chiến thắng. Ví dụ như ở Campuchia có một cái tỉnh là tỉnh Siem Reap, là để người ta tôn vinh sự chiến thắng của người Khmer đối với người Thái. Còn ở Lào thì người ta xây biểu trưng Batusai để tôn vinh sự chiến thắng Lào đối với cuộc chiến tranh Pháp hồi thế kỷ 19. Tối đêm nay Bùi Hồ có mặt tại đây để quay cho cô bác quý anh chị xem về một cái nét đẹp của đất tại thủ đô Viêng Chăn của nước Lào, đó là biểu trưng về Batusai lên đèn vào buổi tối. Và để tìm hiểu kỹ thêm về điều đó thì Bùi Hồ sẽ quay lại Batusai vào sáng ngày mai, sẽ review chi tiết cận cảnh cho cô bác quý anh chị thấy một biểu trưng sự chiến thắng của nước Lào, hay còn gọi là biểu trưng của nước Lào, đó là Khải Hoàn Môn, Batusai. Mời cô bác quý anh chị tiếp tục hành trình nha.